Chào bạn, mình là Huy ở Liên của Small Gym. Vừa sau Miss Hà Nội có vẻ hơi tạ một tí. Được rồi, chúng ta lại quay trở lại với con đường chuẩn bị giải tháng 9 Hà Nội. Và hôm nay là ngày 29 tháng 8. Có nghĩa là chúng ta còn khoảng 25 ngày nữa là sẽ đến giải Hà Nội. Bắt đầu tháng free trước cho giải thôi. Với khối lượng volume rất lớn, làm nào để có thể bào toàn bộ các glycogen ở trong cơ bắp ra, móp thật là móp trong tháng này. Và sau đây chúng ta sẽ có 5 ngày get go. À, chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi tập chân nhé. Một lít đẹp. Tháng lúc mà chưa đau, đau ở bụng là thứ 7. Thank you.
Chúng ta xong một số xe đầu tiên, bây giờ chuẩn bị đến cái trái xét cho đủ trước. Thứ hai nhá, let's go. Thank you.
Thank you.
Thank you.
thấy người đúng không? Buổi tập kết thúc. Với các bạn có nhu cầu đăng ký online, offline cũng như đăng ký mua sách chỉ dẫn của Cơ Bắp và 13 tuần giảm mỡ thì liên hệ cho mình qua fanpage Small Gym hoặc Instagram small.gym. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.